Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Xin ra để tấu hài, xuyên không làm người mình nhất tập 1 Lên sức tì của ta đồng đến một đám. À, thế bà đã, đã lâu không thấy đại đệ tử của người nhỉ? Nàng đã đi đâu rồi? Nàng ta phải hiện ra một vị tuy thế thiên tài, hiện tại đang thuyết phục đối phương ở à, tiến nhập bản môn. À ra là vậy à. hy vọng nam ta thường lợi Ta anh có thơ ứng tùy không? Người ta sợ muốn cử tùy cái việc tốt như vậy sao? Hả? Còn cái chuyện tốt gì mà còn dí đâu kiếp vào cổ bắt người khác nhận chứ? À, xin lỗi nhà, sợ người chưa nghe xong đã chạy mất nên phải cẩn thận một chút thôi. ờ à, ta thật sự không dám mà, chị à, chạy, chạy mà. Thì người nói, ta là ghi tài tu tiên. Nhưng làm sao mà ta biết đó lại là sự thật chứ? Thiền niệm người không còn lo lắng. Tiếng thí này có thể đó lượng thiền phú chỉ cần người trả lời mấy câu hỏi của ta lên liên biết ngay hả cái gì đây Ờ à, thế người hỏi đi một tên nông dân như ta làm gì có thiền phú tu tiên gì chứ người là trời tân hế hế vì vấn đề này người là trời tân hay không thì tỉnh trả lời đúng sự thật đi cái đậu má cái này thì liên quan méo gì tới thiên vũ tu tiên hả nào thính trả lời câu hỏi dạ 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 Dịch dịch sờ quá wow, thiên phú má trời ơi sao trời tần lệ nguyên qua tới thiên phú chứ ừm, xin thần bá tự muốn ưa thích mau người thích bính tử ở tân sự quý hậu ất mẫu thích cái món thịt là ăn đậu hũ màu sắc thi trắng đèn xanh Vãi cả đầu xanh Món ăn thì liên quan quá gì tới tiên phú Qua wow, tiên phú bảo phát rồi xác thật là kỳ tài tu Tiên Ờ à, ta, ta vẫn không hiểu mấy cái thứ vừa hỏi Có liên quan gì tới tụ Tiên Hơn nữa người đó có làm bộ dáng nghị thờ đó là cái gì Thiếu liền Liên công ta đi tụ Tiên đi ha Qua wow, Đây Ủa rồi còn xong rồi, bọn cường đảo lại tới đây rồi, mau chạy đi. Hả? Ý? À, đó làm phiền rồi, chạy nhà ta cũng không vô câu nữa đâu. Mà không đúng, đừng có quý trong nữa, bọn cường đảo đã tới rồi. Hoán làm cái gì? Đỡ bà đi đi xử lý cái đám quấy rối bà tán trời. Ý? à, người ở trong thổ nghe đây. Đem toàn bộ của cái ra đi Ý Tổ mô tư kỷ Tam thiên kiếm sát là... Tổ mô một... <laughs> tư kỷ Đới chứng pháp Ý Đến cơ hội biến hình ai à, nói hết cũng không có Cho luôn Bốn cương đảo đi thật là đáng thương Ta vừa rồi mày vào lấy dám cử thiệt cái bà chàng này Để ngăn ngừa đạo chết đến quầy rối Ta sẽ đi can quét phạm vi 300 ngọn núi xung quanh đây Chứ vị yên tâm mà ngồi chờ đi ha Trước khi đi ta sẽ bố trí kết giới bảo vệ các vị Ba đạo kết giới này Nếu như không có tu Không có nghiên anh tu sĩ thì đừng mơ tượng phá được À, đã vọng kết giới bị phá thì các người mỗi người cầm lấy 13 tờ đạo phù này đi bảo đảm là vô ở vạn vô nhất nhất đi cái gì bảo trọng nha tại đi phong quay rừng đi hòa wow, không mỗi danh là người tu tiên làm việc thiệt là cẩn thận hả lấy tiền để chết người như vậy thì liên quan quá gì tới tu tiên hả nè cô em mà cô em biết vị tiên nữ kia sao người cùng nàng có quan hệ gì à, <laughs> anh nàng ta nói thiên phố tu tiên muốn mà ta À, đi tu tiên ấy mà nhưng mà ta thấy trần trâu à, thích hợp hơn với ta liên à, cử tiệc nàng cái tên ngu này ngồi suốt ngày thì chỉ chỉ trần trâu với trồng rau cái này thì làm gì có thiên phú gì chứ nàng cầu người đi tu tiên nhất định là có trọng cái cái cung cái của người rồi nha hí cái này ai à, dám cử tuyệt chứ Kiểu này là không thể làm bà cô kia sinh khí được rồi. Nếu như không hoàn hoạt không thì toàn thôi bị châu sống mất thôi hay là may mà ta đã tới sớm sớm muộn về một ngày có khi thiếu niên kìa có thể chết dưới tay bọn cơn đảo rồi Ui, quá cẩn thận nào xong quái phong xong cái đám quái rừng rồi giờ thì yên tâm đi hú hí thôi à đây là cô hà T tốt nhất thùng thánh tiên cô anh nhận lý mang về tiền môn từ từ tấn hướng đa tạ ôi cuối cùng cũng có trai tân đó dùng rồi lần này bị lần này tại hạ đã bị dân lần hãm hại một đi không trở lại đất thấy cũng biết bắt hầu hạ một bà cụ điên thế nào lần đầu người kiếm phi hành có thấy ân vẫn không Mì trôi như vậy rồi Mà thấy hưng phấn Chỉ có biến thái mới thế thôi Người ngồi kiếm có nguy hiểm Đây đều là việc bảo vệ người không ngắm mà chết đấy thôi Đây thì à, thật đúng là chuẩn bị chủ đau Người đi chỉ đấy muốn đua xe Á Á à! Dạ, 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 tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Tây hất mạch tông. tới rồi đây là sườn môn hát bạch tông <laughs> việc nhà môn không nên chậm trở nè để ta mà người đi báo danh nha cho báo danh nhập môn khả thí nghe nói năm nay có mấy cái tên tiền tài tên lịch cảnh báo danh ở nhà không có làm gì không đó năm trước quán quân cũng mới là lên tịch cảnh trong kỳ thôi lần này vẫn khi quá kém rồi ta mới mang tới một tên người cho hắn đăng ký trước đi nhờ à chụp 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 như 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 vậy họ không có tốt đầu ấy đâu ra người chơi ngang gì hả hỏi bé không đi học hay sao ừ, kinh chưa nữ đệ tư hát bà tông này mà dám dẫn trai ai lơ đi vào tông môn kia hả người làm thủ tục bao dành cho đi ta đi tắm quốc mấy cái tên này cái đã nay thì chàng ngang nay thì chàng ngang chiên ngang nữa nè chiên ngang nữa nè nam nữ già trẻ cũng cùng ta ở tiền cô tha mạng cứu mạng à, đến người như vậy không bị sao ư hả người nói cái gì cơ ta ta đâu có nhìn thấy gì đâu đây là chi tiết bao dành nè à? người đi trước một chút đi ha thông tin nhập mồ người bao dành đã thỏa mãn các điều kiện dưới đây có thể trở thành đệ tử chính thức của hát bạch tông một đã tu vi trúc cơ cánh dưới 20 tuổi Hai, Nhập môn khảo thí thực chiến xếp hạng trước 10. Bà đẹp trai xinh gái, bố mẹ làm to giá tài chính số. Hả? Thôi trả phép bố về đây. Ôi ngồi cái mặt ra thì ta có cái gì chứ, ta đặt cái gì đâu chứ. Tù tiền mà có như đi làm quan vậy. Ý? Đây có lò, có chỉ đi bao nuôi cưng rồi. Trời không lo chết đói. Ba năm qua người tham gia nhập mù khảo thí đâu sẽ được an bài ở đây ngươi đời ta đây ta đi thuyết phục mọi người từ bỏ khảo thí luôn hả à, ra vậy à. nếu như mọi người đã từ bỏ hết thì ta có thể lọt vào top 10 rồi ý không đúng nè người tính thuyết phục mọi người như thế nào vậy ý ôi như vậy cũng được hả trời một tuần trà thời gian sâu Ờ à, ta cảm thấy tôi ta chưa đủ ta dịp với luyện thêm trăm năm nữa mới được tự nguyện ha tự bỏ tham gia cao quý luôn đi nhà môn tốt 10 đã hoàn thành tốt 10 cao thí đã xong rồi giờ ta đi đem người trang điểm thành số cả hả ý thôi để có buồn để ta đi nói trưởng lão huy bỏ điều kiện này đi ha gì người bị mù à ta đẹp trai như vậy rồi Tần sơn tới này rồi mà không đạt là sao thôi được cái nháo nữa đã tôi vi trúc cờ mới là tôi chí chủ cố đêm này tới phòng ta ta đem ngươi một đêm thành trúc cờ tu sĩ ý ừ, tại hạ là hồ bất quỳ hiện đang ở khách điếm mà ngồi trên giường của một mỹ nữ mọi người thường tu tiên cần phải tư luyện tính bắt đầu. Luyện tình sầu là đã tới luyện kịp Sau đó thì mới có tới cảnh trúc cờ cảnh. Mà luyện tình luyện kiệt trúc cờ thì ba cảnh giới này bình thường còn tới 5 đến 10 năm. Wow! anh à như vậy sao? Ta bây giờ còn phải làm gì vậy? À chú chó ơi mỏ ơi! Yên tâm đi, ta đã sớm chuẩn bị sách lược cả rồi. Đây là trúc cờ đàn phá Nhân sau khi uống vào thì hấp thụ đầy đủ dược lực liền một đêm trở thành trúc cờ cảnh Bây giờ ta đem linh khí truyền vào trong cơ thể của người Người nghe ta chỉ đạo liền có thể đánh sâu vào trúc cờ cảnh hiểu chưa à, à... Ờ <laughs> chỉ là đều tưởng tượng cả thôi Thật thì à ơi chẳng lẽ không phải nên đối mặt với mặt hay sâu Như cái lão dùng miêu tả chứ Sao cho cho người ta ngắm bưởi chứ Trương mi tốt rồi chứ, màu uống đang dược đi Cái loại đang dược này có thật là ăn được hay không đó Ôi, lấy anh Hoàng Phú hủ Ý Người hiện tại có thể cảm nhận được linh khí của ta Bây giờ tập trung đem toàn bộ linh khí Áp xuống tới trong đan điền Giống như rằng e vậy Nào, thả lỗng thân thể dùng ý niệm khống chế linh khí cháy về đây ai à da ai à da hờ nghĩ bảy ba đã tấu quá chấm ma ai da đến sau mà rút cửa cảnh thức bá hay rồi người tâm trí chưa kiên định làm lắng phí một viên trúc cửa đàn rồi đó à, tôi th, 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 th xin lỗi tôi xin lỗi nhưng không cần phải lò đã ngư vãn nhất ta đã chuẩn bị hàng dưới phòng rồi có sự tỷ lò tất bình tĩnh phải bình tĩnh lại lấy thất bại nhất định là bị năng ta thiếu sống á bỏ trị như vậy ta hiện tại phòng bớt việc đào phi trước của người khóa trụ đan điền linh khí hả phi 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 trước chỉ còn khóa trụ đan điền của người một canh giờ thì đan điền liên có thể quen với linh khí chút cơ liên quan thành nhưng mà cha nên vào trong cơ cảnh lấy thất bại nữa rồi À xin lỗi xin lỗi ngang vẫn lưng là... À xin lỗi đại tí Chớ có hoảng Ta sớm đã đón được thiên phúc của ngươi sẽ như vậy rồi Dự phòng của ta Bởi vậy trúc cờ Chuẩn bị 80 viên trúc cờ đang rì rồi, rồi Hả Ngài ta đúng là quá cẩn thận rồi Thiên phúc của ta kết như vậy Thật sự là xin lỗi Thế là một đêm này họ lại làm cái chuyện đó rất chi là nhiều lần Và wow. Quá nhiều không tính được À, vô cuộc thì cũng xong rồi, mới chết lão tử luôn rồi. À, không nghĩ tới ngươi một đêm có thể làm tám lần là hội ngươi thể ta đó. Hả? Sơ, sơ, sơ tỷ cùng 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 nam nhân. À, sơ tỷ của ta không còn trong trắng nữa rồi. Hả? Nó nghĩ cái quá gì vậy? Rồi, tức chết lão phu rồi à, thì mỗi à ta còn chưa bắt đầu khảo thí nhập môn sao chiều sinh trường lão khảo thí nhập môn tới thì có mỗi mình người thôi còn khảo thí cái quá gì nữa hả à, thì cái chết tôi gì gì nữa à. Hồ Bất Quỳ khảo thí đã thông qua không cần phải làm gì hết đã đứng top một rồi ừ, đại hạ của người cứ gọi là vương tài cơ sĩ đi hà à, có làm con đó hết ta đi tu tiên đã đành rồi Liên tới đảo hào cũng chồng cho ta một cái tên iPhone 16 Tiền dành mới về sống Có phải là nghĩ tới cảm thụ của người Ta đã cầu Ngươi là nhi cầu tứ rồi đó ừ, ừ, Ta còn tù tiền nữa Ta muốn về nhà trần râu Người không tù tiền Về sau ai có vớt thế giới đi chưa Hả? Cố gì? Cố, cố, cố vớt thiên hạ là cái gì? Khi thật thì ta ngang dẫm xa xôi tới tìm ngươi là vì người là thiên mệnh chi tử mà tính hải dạo nhận tiền đoán Từ là sẽ cố vớt từ tiền giới ừ, một phút tĩnh lặng hả đóng cái liền câu với thế giới thế giới này cũng quá thảm rồi đi nhưng mà anh dễ giải nhưng mà em có ngu nha thanh kiếm này chỉ có thiên mệnh gì tự mới có thể rút được còn tin thì ngươi cứ thử xem Ây, nhìn nghi vờ lờ thiệt chẳng lẽ mình là thiên chi kỳ tứ gì đó sao Ê? cái gì nhẹ cái liền rút ra một chút hiểu ở ký sao cũng không có ui cũng quá giá rồi đi nè những người không tin thì có thể tìm các đệ tử khác tới thử cho người xem thật khỏi Lỡ đầu cái đám người người, người tìm tới Tommy người nhất hành vô đít thì làm sao Để ta tự đi tìm gì Lỡ anh không dễ đâu nha Dục kiếm hả Ôi giờ ta đường đường là tu vi linh thực cảnh Lại không rút được cái kiếm rách này sao Đưa đây à. Hả à, Không phải thật đi chứ à, Mệt quá Ôi à. Ơi. Ta là kiềm đa tu sĩ Người nói ta không rút được kiếm của người sâu Dám khinh thường ta hả Dạ Do... Gồng đi Hãy Rút một còng đít luôn Hỉ Ôi không thế đầu Sao chúng ta lại có thể không rút được chứ <laughs> Đây rồi mình là thiên phú cao mư Cuối cùng không một ai rút được thanh kiếm này cả <laughs> Chìm ra ta thực sự là thiên mệnh chi tử rồi Tương lai nhất định là cơ vô thế giới Khai mở hậu cung Nhưng Hòa wow, đúng là làm tù tiên vương Chắc chắn là ta rồi <cười> 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 Muốn biết vì sao Không ai rút được Không ai rút được kiếm đó hả <laughs> À sư tỷ hả Chúng ta đã làm thêm người ngài, lời ngài báo rồi <laughs> Xin đại tỷ trả pháp báo lại cho chúng ta <laughs> Bởi vì ta từ mấy ngày trước đã thông tri toàn bộ đệ tử rồi. <laughs> Nếu các người mà để cho người khác biết cái chuyện này ha ha. Tiểu, tiểu sư đệ là thì mà di tử, ai à, dám nói không phải là chúng ta tận hắn. Là thế gian toàn là những cú lừa, tốt làm Nói ở tạm thời, hai người bọn họ đã chiến ba ngày ba đêm. Mấy ngày này ta đã nói cho người biết lịch sử và tu tiên giới rồi. Hiện giờ ta sẽ truyền thụ cho người tu tiên tam pháp tác. À tốt rồi mấy ngày này ta có tướng mình đã thành nhà sứ học rồi chứ. Thứ nhất, gặp chuyện thận trọng thì ất, ấn dấu ác chu bài. Mơ toàn rồi mới động, giết người giết khấu. Ý, nghe sao giống như mấy cái thần tiểu nhân vậy trời. Điều thứ hai, chế ngoan thì không được học đám này. Quyết không được học theo cái đám tên. lại lông ngạo thiên gì gì đó. Thích trang bức khi chiến vượt cấp thanh lâm hậu cùng các thứ, các thứ nữa hiểu chưa? Ừ, à, không được, làm hậu cùng. Vậy tu tiên thì có ý nghĩa gì chú? Dứt cầu, nghĩ tới. À chút tí ta sai rồi. Ta cứ có như vậy đi, tại có việc cần phải làm, người ở trong nhà đừng có đi ra ngoài. Vì phòng có kẻ gian tiết cận, bên ngoài ta có bố trí một chút cạm bẫy, người ở yên trong đó mà tránh bị ngộ thương đi. À, còn đã sự tỷ hà, ngươi còn chưa nói gì thứ ba đâu. Điều thứ ba đó là phải nghe lời sư tỷ Ứng dựng. Thế là vụ rạch động, đang điện. chút cửa đàn của lão phù như thế nào lại không còn một viên nữa rau vi. Nhật định là là do cái đám nghịch đồ kia làm rồi. Người đó ông cũng đưa đàn đó là cho chủ môn đồi đó nhà Lão Phù có muốn lập tăng ca luyện đan nữa đâu. Thức vị sư phụ thấy Bạch Trần Nhân. Nghịch đồ màu trả lại đang vô. à, lại. Bây giờ nghịch đồ này vậy mà còn bố trí cấm không cất dưới sau. Bây giờ... Thực vì người mô lần ra đi cho lâu phu Ý da dạ? Thì ai đó à, lâu, lâu phu là là Lâu phu là sâu phụ của người đó Thập qua đi ừ, Cái đám bảy đó tựa hồ còn hơi ít à Cái về phải tầng ai gấp đôi mới được Sự tí của ta cẩn thận tới mức khó tin À mà ngươi là cái tên thiên tài tu tiên mà thức vị tìm tới sao? À thiên tài hả? À kỳ thì ta không có lợi hại như vậy đâu. À, <laughs> ừ. mà cỡ ngươi là thiên tài hay không? Hiện tại đó là đồ địa của ta rồi. Như bình thường mà nói của Đây... À, không, không thế nào. Tạm hóa đạn tú khí đang trùng liền đang trừ bỏ Trúc cửa đạn vị mà con trốn nhiều như vậy ư Nè có phải là đều để cho người hóc phải không à, Sư tỷ không cho ta ăn cơm toàn bắt ta ăn đáng dược này nọ có mà Ờ à, Cái tình bại gió này người muốn lão phu tìm Ở Đi tìm trước thì sau Hử da đây Tớ mùi ly hóa đồ à, sư, à, sư phụ à, thư sư sự là xin lỗi mà Sư tỷ dẫn tớ khi nào gặp nguy hiểm thì lôi ra dùng Ta theo bản năng lấy ra ấy mà à, <laughs> Xin lỗi mà xin lỗi ừ. Thì tớ Thật vì đem đáng giữ cô lão phu cho người thầy ăn cơm Người phải bồi thường cho lão phu À, sư, 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 phụ à, người cứ việc Ai à, sai bảo ta Như vậy để lão phù đem ngươi vào đem vào cái lò luyện đan đem người à, luyện đan giật đem đan giật người ăn vào đều luyện ra thì <laughs> là xong rồi <laughs> đi thôi Ủa? đi vợ chuẩn bị lão phù hấp đi à không luyện đan sư tỷ chu mi ga xem đi hay. cái gì thế mà bị tạc luôn? ở à, sư phụ mấy hôm trước sư tỷ có tới báo trì cái lò luyện đàn cái gì? thế mà lại đoán được lão phụ sẽ đem tiểu tướng này đi luyện đàn trở tới đã động tuy động chân rủi dù vậy người càng ngăn cản ta thì thì lão phụ càng muốn thông tên tiểu tử túi này đi 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 đi, đi 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 là từ vấn đi kim của lão phu chơi lão phu rồi à hỉ quà sư tỷ thật là lợi hại việc gì cũng tiên đoán trước được tập 4 quỳ bát linh phẩm phẩm linh thịt của lão phu Màu điểm đầu túc ra đi rơi dấu cho bà Mày cầm được cướp đồ Cướp đồ của đệ tử khác Đang dược làm tầng cà của một năm của lão phu Không Ý Sư phụ à Nhìn người con sao ta liền yên tâm rồi Lão phu sớm muộn gì Cũng sẽ bị người lập cho tức chết Sư phụ à Người có thêm một đệ tử tiên tài đáng yêu như thế này thì hắn là phải cao hứng mới đúng chứ Tịa từ ngốc này là trẻ ba của người sao Sao ngươi lại tận tâm với hắn thế Người đón xem Chưa bao giờ thấy nha đầu này đối tốt với người nào khác cả Chả lẽ tới này ăn to thì từ ngốc Này Tới bạch chân nhân ta thu nhận hắn rồi Để cho nàng ta đi chơi thú nhúng với hắn đi Như vậy thì đang vượt của lão phù mới được bảo vệ Ây giờ ta thật là thông minh mà <laughs> Sư phụ à, người đã già trâu rồi Đừng có mà làm cái trò Cái con bò trên đường nữa có được không Hả Tiểu đồ đệ Người chơi đồ quá nhiều rồi Càng cơ không ổn Khả năng sau này là vô pháp Đột phá người ngành Về sau không được chơi đồ nữa Ý, à, nói cái gì vậy Sư phụ à, chúng ta chính là vì chơi đồ mất quá trớn Mà dân ở Kim Đan đến phòng hơn trăm năm nay vẫn chưa đột phá được còn còn ở đó bao sau sự vụ người người ma sư đệ đi phòng quay đi kim trúc ép ép rèn luyện căn cứ hả phòng quái đây là ma thú sầu ôi đáng yêu ghê trong mắt của hồ Bắc quỳ Ta à, ta còn tưởng là vây rất cũng bố cả chưa ừ, ra tốt xem ra người có sợ hỏi mà sợ hại ma thú Vậy thì bây giờ liền bắt người đi phòng quá đi Trong mắt của thức vị Sư tỷ à Phải giết ma thú đáng yêu như vậy sao Đó đáng thương đó nha Nghĩ tâm đi phàm đi Ma thú sẽ không phản kháng đâu Nhớ lại mấy cái canh giờ phía trước Bị giết không được phản kháng Nếu không ta giết cả nhà các ngươi Hổ tạm Hổ phụ hổ mẫu hổ đại vô nhỉ Ui ta không hạ thủ lâu tình được sư tỷ Nó đã nghiêm quá rồi Đánh hắn Bột phải đánh hắn Nhưng mà không được làm hắn bị thương À Ây da dạ. Giang hồ hiểm ác Vàng bọt vui trả Không được đỡ vẻ bờ ngồi mơ hoạt Nếu không chết lúc nào cũng không biết đâu ta hiểu rồi sư tỷ được rồi lấy đi tìm con khác Chị cha hàng tươi rồi mấy ngày này họ bắt quỳ một mình luyện ở trong núi tu luyện cực kỳ là khắc nghiệt ừ, ta quả nhiên đã mạnh lên rồi ê cha với cái con run Mấy ngày qua tí tử này tôi chém mấy cái con ly một không à Căn bán không cần ta bảo hộ mà Mỏ hồ thiện Bị sư tỷ quánh Thức vị cùng với hồ bác quỷ tại nhà gỗ À sư tỷ à hôm nay ta lại chém được Năm đầu ma thú đó nhà Qua lợi hại Tới lời lợi hại quá À sư tỷ à Vì sao mấy ngày nay tôi ăn thịt vậy Ta muốn ăn rau cũng dưa cơ Bởi vì Đấm tiêu hổ người hài gồm được trước hình thật qua lớn ăn không hết đó Thì Người nói đây là Ta có hạ thủ được số tỷ Bây giờ -da, bổ danh là ma tú Đầu tiên ta được săn được Thật là ngon quá đi ạ à. nhà vừa nãy con không nở ra tì Hiện tại lấy thấy ngon rồi sao Hả sư tỷ à Sao Ngươi sao vẫn còn đứng ở đây vậy Ủy sao, sao lại thế này? Chẳng lẽ đồ ăn có độc? Sư tỷ của người đã bị ta giết rồi, bây giờ ta liền đưa người đi gặp nàng. Quân lốt của người, cùng với sư tỷ giống nhau, không có khả năng là giá được đâu. Bây giờ độc dược phát triển rất là nhiều, mạnh nhất liền có thể đập chết được Cao hóa thần kỳ. Bởi vậy trước khi ăn, cần phải độc. Trước khi thức ăn ta đều đã nghiệm đọc trước rồi Nhưng mà về sau người phải học được cách nghiệm đọc hiểu chưa Đây là 18 cuốn độc điển Người bị ghi nhớ toàn bộ ngay nghi chùa À <laughs> Ta phương hiện ra ta tu tiên cho học được cái chút gì kiếm thuật Kiếm pháp Ở với thuật pháp gì cả Đầu tiên ừ, Hình như không có đập hà Vài ngày sau Đọc không nhất thiết là phải hạ vào trong đồ ăn chén đũa cũng có thể hạ độc được hiểu chưa một tháng sau <laughs> lần này tuyệt đối là an toàn nhưng à da. mỗi loại đồ ăn không có độc không có nghĩa là khi ăn với nhau thì không có độc hiểu chưa hai tháng đã trôi qua chắc đã luyện thành bất đất bức xâm luôn rồi sư tỷ à sư tỷ lần này ta không có trúng độc xác thực là ta có hạ độc ở nhà để ta có sư phụ ta ăn thử xem Làm một cái vật được chiếu Sư phụ chỉ là chuột bạch thùi Người xem đi Quá nhiên có độc nè Độc là giờ một bức hình Có đưa tử thứ này chắc ta chết Phóng chừng là giờ người trống đầu quá nhiều rồi Đối với một ít độc bình thường liền bị nhiễm đó Sư tỷ à đừng có nghĩ nhiều qua đó chứ Mau chống gia đồng cho sư phụ đi Ở chồng mình cứu tao cứu tao Tại phòng của đệ tử Hà Mộ Vì sư đệ này Tính mô cởi quần áo đi Vô Sư tỷ à Ngươi giúp ta cởi đi <laughs> Nghe đồn sư tỷ rất thích sòng tụi với trai Xem ra lợi đồn này là thật <laughs> Sự thật rất chi là đau lòng Sư tỷ ba đạo quá Sư tỷ à ngươi ôm vô chút đi Tông môn Tuy luyện sắp bắt đầu rồi Hổ thư nhiên giáp của người ta mượn nhà Hết À, à, không không còn thân thứ của tại sao không không, không xong tu sao chấn lục tháng sầu là được tổng môn thiết luyện mỗi năm một lần rồi đã tử dưới kim đăng cảnh đã về tham già hội giáp này cho người hộ thần đó y cha mùi thật nặng nhà sư tỷ à sẽ không phải là cướp hay là hám hiếp vị sư huynh nào đó đi chứ người tham gia thiết luyện bao nhiêu năm qua đều có bị thường đây là đang dựa chữa thường tổ khí đàn cùng với các loại mà gọi là phù chú bảo phá bậy rập người cũng cầm lấy luôn đi. Sư tỷ à, ngươi lại trộm tư chỗ của sư phụ đó hả? Yên tâm đi, cái này không phải là trộm đâu. Ta chỉ là đập sư phụ hùng mờ rồi đường đường chính chính lấy từ đó thôi. Ý, cái này so với trộm thì cũng ác độc hơn đó sư phụ à, cũng đáng thương quá rồi. Dưới núi rất là nguy hiểm. Ngươi tì thời đâu có thể chết không toàn thầy. Cái đồng hồ này có thể giúp cho người nhận được một cái mạng đó. Cũng coi như là sư phụ sống cái chút tác dụng rồi. Hợp lý. Quả thực như vậy đó. Sư tỷ đinh hay lắm. Ba ngày sau. Tại tầng môn thí luyện cái đại hội. Hắc bạch tổng trưởng môn. Diệt minh thường tiền. Hợp đạo trung kỳ. Ừm. Và chữ một xối quá, chữ một xối quá, ăn cái gì mà đẹp trai quá gì chữ môn Chữ một là số một, và chữ môn là ai đối trong lòng ta <laughs> Mọi người à, bình tĩnh đi bán chương môn muốn phát biểu đôi lời trước khi bắt đầu thi luyện Nhưng mà trời không thường lại đổ mưa tự nhiên Kỳ đậu xanh Lúc ta sắp phát biểu, vậy mà trời lại dâm đổ mưa Ông trời à, người đây là coi thường lão tử hả? Xem kiếm Ít nhất cũng phải đợi ta nấu xong đã chứ Wow Nhất kiếm trảm thiền Không hối danh là chữ môn, không bố như vậy Wow cái này nằm nào chữ mồm cha diễn chứ Cha có chút ý sáng tạo nào cả À năm, năm nào ngày nào cũng trời cũng mưa Nhưng mà xong sau thì sẽ trộm thiền sao Đồng vậy đó chỗ chữ môn chỗ ngày nào thì ngày đó mưa thôi vẫn khí chữ môn thật sự là tốt và nha Lúc sầu chữ môn đạo diễn vẫn mất tới tận 2 canh giờ Mộng lấy cản nơi xuất phát à, Khi ở ngoài thì nhớ đến rằng rửa mặt Tắm rửa thì phải thay quần áo thường xuyên Không được ăn đồ người lại được hiểu chưa Không được à, quên xem túi gấm ta đưa cho người Hiểu chưa Bố gian lão mẹ luôn ở Sư tỷ à, tí à hả? Ngày có thể tem tem lại được không chạy Nhiều người nhìn như vậy Thấy, thấy ngại lắm đây không phải là tí sư địa mà nhập môn đó sao Chúng ta là một tổ đó nha Mau, tới đi tập hợp đi À vâng, sự quần à, ta tới liền Ý What Hồ bất quỳ ta muốn Ngươi lần này có đi không về khí cho người Không còn dính dáng gì tới thức vị nữa Các người là hắc bạch tông đệ Của nhất fan girl của ta Ta tin tưởng các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Chúng ta tin tưởng khi cho hắn quy phục như vậy, cơ mà vạn nhất tiểu sư đệ thế trời gây thì sao? Bân tính đầy ngộ. À ha, nội có lý. Sự tình quan trọng lần này cũng thiết phải thiệt chủ đáo mới được. Các người đều là những nhân vật nổi danh. Lần này hành động các ngươi cũng phải đi tham gia. Ồ lô, trưởng mọi yên tâm đi. Chúng ta công thủ toàn năng. Vô luận tiểu sư để khẩu vị như thế nào chúng ta được thoá mãn được ăn. <laughs> Ra tờ không mối danh là biệt đối đế nhất gây cốt nội tông. À, à, còn đã, cái người vừa gọi ta là cái gì? Chữ môn. Mới đầu game đã đưa lỗ thân phận chủ môn của ta rồi xong. Không thấy ta đang chơi cái trò thân bí gì sao hả? À, là mất hết tự hình tượng của ta. Hy vọng bộ họ thuận lợi làm việc. Chương một vì tầm bộ hóa nhất định sẽ vượt qua được. Thật vì người không lo lắng cho tỷ sư địa của người sau. Ta đang trang bị phun set sát thủ cho hắn rồi không cần phải lo. Trong phòng phi thuyền. Ây cha, tỷ sư địa à. Mỗi ngày đi theo cái bạch chân sư tỷ hắn là không có thú vị đi ha. Ta cùng với bọn ta chơi thiếu nhúng nào. Tuy rằng đây chỉ là giấc mơ của ta đã lâu. Nhưng mà có hiện tại ta không dám động. Lục trường sư tỷ đã cho ta một cái túi gấm Cái thứ nhất Mở khi vừa khởi hành Cái thứ hai Mở khi ngươi bớt hoàng Cái thứ ba Thì mở khi ngươi bị địch nhân đẩy vào chỗ chết Thứ dân hiểm ác Mấy kẻ thích lập hậu cùng Thường hay tinh thần nhận giọng Đây là quân lực đặc chế giúp cho người tránh tình huống đó Mỗi khi người động dục thì nó liệu phát nổ khiến người phải thận trọng đến nhà Vái cái sư tỷ Sư tỷ ngươi tính kế tạ Tía Sư Địa, nghe sao vậy? Đâu có thêm thùng gì chứ? Màu, tới chiếm độc bọn ta đi! Ta không thích nữ nhân, ta là ghi, ta thích dầu nhớ! Hơi, chán, vế vật! Thôi, nghi hiểm toàn đấy, mấy mà ta đã nhìn trị! Tía Sư Địa, chiếm vừa rồi bọn ta đều đã nghe hết rồi đó nha! Chúng ta đều giống nhau, đều không có hứng thú với nữ nhân! Còn bà chứ, vừa tránh bỏ vua lại gặp võ vua! à hai vị sư huynh à, phía tư xin lỗi, ta không thích cái tiểu suối cà đầu, ta thích cái lỗi mà lực lượng á rắn rủi cơ, cái gì cái này thì dễ thôi, dù gì ngươi cũng bị cũng thích, bị thông nên thích cái lỗi to con chứ gì, mất quá thì người cứ yên tâm đi, thì giờ chúng ta đúng là cái lỗi lực lượng mà người muốn, hả cái đầu mốt, đi đâu cũng tính vậy, tiểu sư đệ đến đây đi chúng ta cùng nhau vui quá xuyên đêm nào trời, 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 còn đã còn đã các người hiếu làm rồi ta thích cái chơi lỗi đại thúc lớn lưỡng, lưỡng cơ cái kiểu mấy người trong tay à, mấy cái lão mà trong tay hai tỷ đó ây da ta vừa mới nghe có người gọi ta hả ta đây nè Sở phụ nghe đất tới rồi thời toàn rồi bao đúng cái ô gây okay, cái lỗi nào cũng có giờ nói đường nào cũng chết đến đây đã thầy cho chúng ta đưa người lên đỉnh à, ba vị đừng vội nghe ta nói đã à, ta bị liềm a quét miệng con bị trí nội hợp nội ngoại kết hợp chứ con bị thông thì chút liền cháy máu tạm thời không thể chơi cái trò này được ý thật là không tin nói giờ dạ, tiêu sư địa người sống thật là không dễ dàng xin ấy bảo trọng thân thể Ta thật là cờ trí dân vùng khác Ôi tí sư đệ, con trẻ như vậy đã bấy nhiêu bệnh như vậy, ôi quá đáng thương rồi đi. Chương mồn muốn ta cầu dẫn người biết kịch như vậy, ôi ta không ra tay nổi rồi. Để rồi, từ hôm nay trở đi, ta chính là báo mẫu của tiểu sư đệ. Ai không quan tâm yêu quý hắn thì liên không phải là người. Đây là tay đổi 90 độ. À già tiểu sư đệ, đây là thi thổ tiên nè. Tiểu sư đệ uống canh, uống chút cành mà ba bố thần đi nào. Tí sư địa đang dự này có thể giúp người trí được trí hiệu quả lắm đó. Tí sư địa để cho tỷ chăm cấu giúp cho người giảm bớt đau đít nha. Đây là hậu quả của việc nói dối. Tí sư địa bảo trọng thân thể nhà nhất định phải con sống phản hồi tông môn đó. Thế này là thế nào? Như thế nào lại không có ai theo ta vậy? Chỗ này là thiết luyện trang mà chỗ này là nơi thiếu luyện cho người mới nhập môn năm nay nhập môn chỉ có một mình ngươi thôi à cái địa phương này nhìn thế nào thì cũng không phải là chỗ của một người thông quan đâu hà tiểu suối cà, ngươi tới rồi à, làm tiếng nữ chờ lâu quá rồi đó thì ừ? là người đẹp chính thật rồi ôi đứng nước cao như vậy chứ ta đều nhìn thấy hết rồi đó Thấy thì liền thấy, vốn dĩ chính là để cho ngươi nhìn mà. Tiêu đào hậu, hảo tập hậu, được bán tốt mới tới làm bảo hộ cho công tự này. À, ta dựa vào cái gì mà tiền người, người có chứng cứ gì? Đây là bộ số tập yếm của sư tỷ người, người nhận ra chứ? Ừ, sao thật là đồ của sư tỷ, tín hiệu kiểu này đúng là phong cách của sư tỷ rồi. Ôi nơi đây hung hiểm không biết là vị sư tỷ tỷ này à, tu gì à, nhất là tu vị tiêu nữ Mới là hợp đạo kỳ thôi à Đứng thứ ba trong thập đại thiện tiền Ai Với tình cách của sư tỷ Là mấy cái chuyện mà giấc mình này là chuyện bình thường Ta không cần phải biểu lộ ra Sơn cốc này hung hiểm với người Cho nên Sơ tỷ bảo ta đem người nơi này hủy đi Sau đó thì mà người đi tu luyện Đau má dừng tay dừng tay Làm người ai làm như vậy chứ Trong nhà của thức vị Tây hạ thì hắc mạch tổng trưởng mồm Người đứng đầu trong tập đại thượng tiền Diệt Minh thượng tiền Đúng như là mọi người đã nhìn thấy Nhân sách tại hạ là thiên hạ đệ nhất Rồi dù nhà kinh động người đời Đủ đã tấn công bất kỳ một sinh vật cái nào Nhưng mà chưa mồm mà Ngài có thể đừng đến tìm ta có được không láng phí trời xanh của ta nhưng mà tại sao Tại sao quay lại ngó lừa ta như vậy chứ Năm nay Sư địa cô một mình đi tham gia thí luyện Lại đúng độ tuổi phát tình Mà trên giang hồ Si nữ gầy gũng đầu đầu cũng có Nếu như Chương một yên tâm Ta đã sắp xếp trước cả rồi Hành động của sư đệ sẽ không có sai sót đâu Chương một mà nếu như không còn chuyện gì Thì mời ngài ra ngoài Ta phải đi tắm đây Tắm À bây giờ mới là ban ngày mà Ý Cô vui mừng quá sớm rồi ta làm việc trước giật thật là cẩn trọng Không chỉ có sĩ si nữ và gây tấn công hán độc, Còn có sát thủ đi theo nữa À chữ môn <laughs> Tức vì có còn cái chuyện gì sao Cái cốc này ngài đã dùng rồi Ta không cần nữa ngài cứ cầm lấy về dùng đi ha Hả à, sao cô lại chơi bài ta như vậy chứ Hồ bất quỳ đáng chứ, Ta nhất định sẽ bắt người chết Tại hạ là sát thủ chứng một phái tôi đã may phục ở đây rất là nhiều giờ rồi. Nhưng mà có một nữ nhân kỳ quái đến khiến cho ta không thể nào ra tay. Ôi trời ơi, dừng tay đi. Ú là trời, sát thủ cũng phải sợ thôi. Như bồn nghiên tử vậy. À, người bao nhiêu tuổi rồi sinh ra ở đâu? Nhà thì có mấy người đã có bạn gái chừa tổng cộng à, mấy tất ruộng thích ăn cái gì? cần giới thiệu hay không? Con thích cái thể loại nào? Người thật sự có có gì để nói ư? Ừ. Wow. Đó có phải là thập hữu thường tiên sau Là người ăn nằm nhân không nhổ xương đó. Ui, ta còn muốn nhịn chút nào, nhưng mà ý khẩu cứ trôi ra, trôi qua, trôi lại. À, th thường tiên à? Tôi biết cô là nhân vật lớn ở trong lĩnh vực nào đó, cầu xin cô ta cho tôi. Sự tỷ sẽ lại báo cô ta bảo vệ ta chứ, nhất định là muốn quận của ta nổ tung đúng không? Yên tâm, ta chỉ cấu dẫn chứ không miễn cưỡng. Tập 9 Thành tâm đan. thần tâm đang tiếp tự trả niệm, nhan sắc mỹ hiệu, nâng cao hiệu quả tu luyện. Thành tâm đàn, sứ tí cho ta, nhất định phải phát huy tác dụng. Tây hạ là hồ bất bụi, không gần nội sắc, không động ông trần. Bất luận là thượng tiên có dẫn thế nào thì đều không nhục nhịch. Đột kích ban đêm cũng không nhục nhịch. Trần chuông thì cũng không nhục nhịch. Ngực to đè thì cũng không nhục nhịch. Cuối cùng đã tu thành chính quả. Còn có cái chết mười mấy ngày cuối cùng cũng đã đột phá tới cánh dứt. Đến cánh cửa đột phá rồi. Chí! Nam nhân vô dị. Đạo tử đại năng bất tử lần này nhận cơ hội bế quan đột phá lấy cái mạng nhỏ của người. Một tháng sau, sư đi ta chỉ tham gia tâm môn thí luyện. Hy vọng người có thể đi theo bảo hộ cho Yên tâm không thanh vấn đề. Người không được ra tay câu dọn hắn. Người là khó mật của ta. Là người duy nhất sau khi nghe lời đồn về ta mà còn muốn ta kích giao. Ta sao có thể đột năng nhân của người chứ Bye bye <laughs> Nhưng mà ta lại thích đồ đồ chơi của người khác cơ Ta không khống chế được đâu vẫn bối không gần nữa sát Không phạm hồng trần Hiện giờ đã tới kính cơ đột phá mong rằng thường tiền hộ pháp tương trợ Tiểu tư này cậu giống như thế nào cũng không phản ứng Chẳng lẽ bị gây thật rồi sao Người ghi tạm đi, thảm du ở trong sân động đi. À, thường tiền không có chi chỉ đạo sao? Lão nương không có hứng thú với cái loại không cùng trời ta nhúng với ta. Ta bên ngoài chờ người, Tiền thở bố trí cho ngươi ở một cái kết giới. Thường ừ, tiền khoan đã. Hử, có chuyện gì? À, để đề phòng vậy nhất thường tiền à, có thể bố trí mấy chục tầng kết giới không? Ừ, không hộ danh là thức si, thức vi sư địa. Hai người tính tình thật là giống nhau, cái gì cũng cẩn thận quá mức. Chỉ chụp mặt cái mà hắn đã, hắn cũng đã chuyển thế rồi. À, ra đa định dị, tìm một vị ở trong thập đại phương tiền tới học pháp. Trời thớ ai à, trời chứ, phải nghĩ cách à, đem vị này rời đi mới được. À, phải nhắn tình Facebook cho diệt mình à, thường tiền đã... Dịp mình thường tiền báo cáo diệt mình thường tiền họ bất quy bên người có thập hữu thường tiền bảo hộ báo cáo diệt mình thường tiền họ bất quy bên người có thập tiền bảo hộ ta nên dùng diệu cơ hù ly sơn như thế nào à thế mà lại mời hợp đạo kỳ thường tiền làm bảo tiêu sao? thật vì ta vẫn là xếp nhẹ trên độ của ngươi rồi <laughs> Bất quá thì tập hợp thượng tiên có một cái nhược điểm cực lớn. Chương 1. tháp hợp thượng tiên từng có Poiren rèn tên là xuyên phổ. Sau này bị, bị, bị kỳ mật sở đoạt mất. Tháp hứa tiền tiên liền ra thủ 10 dạng liền thạch truy sát hai người họ gần trăm năm. Người chỉ cần núi là xuyên phổ là xuất hiện rồi. Tháp thượng tiên nhất định sẽ chạy đi báo thù. À, thế mà còn có cái lỗi chuyện cấu huyết này ư? Ây cha cha. Chị nói tháp báo thường tiền có ở nơi này không? Ừ? Ui! Hả? À, là người phương nào? Tiền tới cái chuyện gì? Tại hàng nghe núi, thường tiên treo 10 vạn tiền linh thạch, đủ giết một người tên là Xuyên Phổ. Tiểu nhân gần nhất đã được cái tin tức mà người nọ hiện thân ở Tây Dương Đạo Quốc. Lời này là thật. Thiên Trần Vạn Sát. Đùi cụ nam nữ đó Mười vạn linh thịt Chọc nữa thì cho người Thông chốt thành công Xem đây Lão tử là kim đang tu sĩ Với một tên trúc cơ nho nhỏ Thì không phải dễ như trở bàn tay sau Ây chà chà Lão nương đâu có dễ dãi Nhưng mà không dễ lừa đâu nha Ta đây muốn xem cả nào muốn giết hắn đây <laughs> xem đâu Hỉ Mà không hổ dành là kết giới Do hợp đạo kỳ bố trí à À chứ mô mà, mà Tháp hỡi tưởng tiên đã rời đi Nhưng mà lâu lại cái kết giới ta làm gì bây giờ Một ngày rép sớm Yên tâm đi ta đã tính sẵn rồi Tới tình huống này luôn rồi Ta trước đó đã tự thụ sườn phái Mượn tới đạo cụ pha giới Giờ ta sẽ thấy dùng phi kim xếp tận cửa tới cho ngươi. Mấy kênh dừa sâu. Chà ship công nhân của ta. Ở quý khởi động là mèo 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 mèo. Với lời chìm én. Khẩu quyết khởi động là khoan của ta có thể chọc thống trời. Cái đầu xanh. Khẩu quyết này không phải đùa chứ. <laughs> Nuốt ngậm nước miếng Hạ quyết tâm làm việc Khoan của ta có thể chấp thống trời Đầu xanh họ đóng thiết kia Xem chiêu Kết giới phá Ây chà cái mũi khoan này chẳng lẽ là Pháp báo của chương môn thuộc sơn phái Người sâu mạng là thuộc sự phải sâu ai chà, Phá bao này là cũng còn nhỏ Nhưng mà linh lực tiêu hao cũng quá lớn rồi đi Dùng bao nhiêu là linh lực rồi Còn không bao nhiêu nữa rồi Nhưng mà vẫn đủ hạ gục trúc cực kỳ trong nhây mắt Ê, à, không phải chứ Vẫn còn một đảo kịch giới nữa sao Phá cho ta kịch giới phá lần thứ hai à, Mừng quá, cảm giác thân thể bị đau rống hết trơn rồi Hả? Cái đầu xanh vẫn còn cái nữa Của dưới phá lương thứ ba lợ từ nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ Kiếm được một khoản lương Vì bố lạc vĩ đại phồn vinh Hả? cũ lạc dồn tan Quả nhiên là bị nổ hà Sơ tích có ta nói rồi Phòng cháy của hơn phòng trộm Phòng sát thủ bảy rập thì chưa bao giờ là ngã nhiều Nghe lời bậy như vậy mà hắn đừng qua bố trí tới tận vài trăm cái vái. Nơi như không phải con tôn mấy viên hội sinh đàn. Lần này đời có như bỏ rồi. Nhưng vì bố tóc Trông lên. Qua được cái hút mình này cũng là một cao thủ. Chà, tầng là nhiều khiết hà, cũng thật là đáng thương quá đi. Tận mấy trăm cái mới nổi cái chưa được nửa chừng. Lỡ tôi sao có thể đơn giản như vậy bị đến bại chứ Hồ bất quỳ, mau mau ra nhận lấy cái chết À, nói ra chứ các vị đại gia khả năng là không tin Tây hả? Kỳ thức là một mỹ nữ đó nha, bước xạo đi Tập 12 Cấm giác này là Quên, mất trải điểm chưa Báo sao không lĩnh cái mông Không mua dành là sự tùy trong cái túi gấm thứ hai không chỉ là có pháp khí đạo đất tôi điểm lót đều đã chuẩn bị sẵn cả rồi tôi gấm thứ hai là bước hoàng đột phá cần nhớ thở không đào ba hàng vậy nên phải luôn đào một cung phòng bị tiền đó thì phải ngồi điểm để tránh bị trĩ chưa quả nhiên không có danh là sư tỷ nhờ có pháp bảo của sư tỷ mà ta mới có thể trong thời gian ngắn đào xong luôn cái địa đạo như vậy lớn như vậy rồi Hả? Đậu xanh không có danh là người hát bạch tông trưởng mồm muốn giết Tâm tư thì là cẩn thận ha ừ, Còn ghi ba chữ thật ở trên động nữa chứ Lỡ tự nhìn thấy một cái động Tìm một cái ta không tin là không tìm thấy người Cái đậu mà lại còn có bảy điều nữa À dạ, hoạt tí nữa thì héo cần rồi Á à? à, à, Cuối cùng Rốt cô cũng xong rồi Có thứ tìm được hắn rồi Hả Vẫn còn ba cái đống nữa Đống phục thật giá tuần 83 Nếu cần trợ giúp tỉnh hô to Trời còn lợn gửi tình Thành công rồi Tiến vào lên tịch kỳ không chỉ là linh lực càng thêm trầm ổn ngay cả thân thể thì cũng dở cũng đỡ dễ dài hơn ừ, bản đồ cửa ra và nơi bế quan nơi nơi xuất quan rồi ta bố thượng tiên chắc là cũng đang chờ tới xúc ruột rồi đi thế là 15 phút sau chờ chờ ta hiện tại tới cái chỗ nào rồi nhờ? mà giờ phải đi hướng nào đi ta bỏ mẹ rồi lạc đường luôn rồi chính chủ cũng lạc đường ôi không nghĩ tới tao vậy mà bị vây chết ở chỗ này hỉ à hồ bất quỳ cuối cùng rốt cuộc thì tao cũng tin được nữa rồi chịu chết đi Hừ. địch tạo thương tốn không? không địch bị phán lại gây thương tốn trăm trăm máu À, anh xin lỗi hà ta hình như có mặt dấp gài <laughs> cũng một đoạn thời gian rồi sao không có động tĩnh gì vậy ta người đừng có lại đây quỳnh đại à xin dừng bước ta có thể có thể cho tây hải biết làm sao để ra ngoài không chứ còn nữa bên đó có bảy đó đấu sinh Lão tôi không bao giờ muốn làm sát thủ nữa rồi Sát thủ Cuối cùng đã bỏ nghề Mụ <laughs> mụ nội đó Con rất là giới người <laughs> ừ, Cứ như vậy thà hắn sao Không hỏi xem là ai muốn giết người yêu à đúng rồi ha Sao ta lại quên hỏi chứ ừ, Cái kiểu ngu xuẩn như thế này Thật đúng là phong cách của người ha Người cũng không cần hỏi làm cái gì. Cái pháp bảo này vừa rồi hán dùng được phá cách giới. Là pháp bảo của thuộc sơn trưởng môn. Ý, ý người nói là một phái cổ lão nhất ở trong tù tiên giới. Thuộc sơn phái sao? Không biết vì sao bọn họ lại muốn giết người. Tuy vậy chứ ngày mai ta chỉ đi thuộc sơn phái và hỏi. Thuận tiện câu tên cho người. À, thưa tiền à, vì sao phải nghỉ mà chứ hôm nay lên đi cầu tình cho ta luôn đi Hôm nay ta gặp được bạn trai cũ rồi, ở tâm tình à, còn tục lắm ừ, Cái đồ bạn trai cũ đang chết, hóa tâm đại cũ cái nhất định là chết không chỗ trôn ừ. Không cho người nói xấu hấn hồn chị mẹ hắn thường tiền tiền à ngày không lẽ chưa quên tình cũ câu cái gì mà tình cũ có quên chứ ta chỉ cảm thấy trước mắt là cơ hội tốt đó bắt đầu lại mà thôi nữ nhân này thật là dễ thu phục hơn nữa thì tiền nhân kia chết sớm chuyển tới sâu vẫn còn không còn ghi ức nữa lại tới quấy rối lao nường chỉ còn phúi tì thì cũng có thể khứ nàng À chà, một phút bằng niệm cho bạn trái cũ của nàng ta. Ngày hôm sau, đi. À tu tiên, với vợ bất công quá nhiều, làm sao thủ vừa khổ lại vừa mệt. tay hiện tại muốn về quê làm ruộng, thấy chứ môn mọi người khác cao minh hơn. Tai kiến. À chà, sao thủ dõi như vậy không biết bị gì, mà giờ đã bị điên luôn rồi, muốn về quê làm ruộng luôn rồi. Hử? Ừ? vì mình lão hữu người đây là muốn hại chết ta sao sao hạ trợn mồm người có chuyện gì mà gấp như vậy Thông sở một, thường sợ trưởng môn sáng hạ thường tiên người muốn pháp bảo của ta là đã đi giết người có phải hay không tiểu bà đầu người lăn ra đi cho lâu nương hiện tại cái cô này nãy đã cầm pháp báo của ta tới tận đây tìm ta rồi người đây là muốn giết tình nhân mới của nàng ta hay sao hả Ta mở tường tiền à đi tụng sơn phái rồi Có mang ai đi cùng không Không có chỉ có mình anh ta tới thôi Người mong ghi kết giúp ta đi Người trước thì bám trụ nè Không trụ nổi mà nói thì liền nổi pháp bảo Là cho ta mượn Ta tự xin mình đi thu phục phái Sơn phái giải thích với nàng ta Thập đạo hữu thường tiền Đang không ở cạnh hồ bất quỳ Cơ hội tốt Ta nên à thập hữu à, xảy ra chuyện gì mà người tức giận như vậy trước thì ngồi xuống uống chén trà ha rồi tôi tư nói ha à? cùng lúc đó vừa rồi có mới có một bản hợp đồng lớn tổ chức ám sát thủ tự ái am Hì, có người muốn chúng ta tập kích đội ngũ tí luyện của hát bạch tông để giết người này tiền thưởng là một vạn linh thịt cùng 30 viên dưỡng nguyên đang Oh my god, một vạn miếng thịt ba một viên diễn viên đang đủ để cho cả đội ăn rồi. Các người đừng có loạn lên. Tên năm nhân này ta tự mình ra tì. Đại tỷ à, người không phải là không giết người tốt hay sao? Hắn là đệ tử hát bạch tổng, hắn là người tốt đó nhà. Ta cũng còn muốn giết người tốt nhưng mà tự ái am địa nhất sát thủ cười am. Nhưng mà vừa này lần này Vừa lúc ta cần đó nhà <laughs> Điểm tập trung của đệ tử thí luyện hát bạch tông Biết kỷ niệm ngào thì kiếm tiền Tuy rằng chỗ này là chỗ tập trung sau khi kết thúc thí luyện Nhưng mà có như vậy đem ta nếm ở đây sao chứ Cơ giới thì cũng đã không bố trí rồi Và nhớ có sát thủ tới thì làm sao Hả? Ngươi chính là đệ tử hát bạch tông Hồ Bất Quỷ. Ừ, ngươi là, chẳng lẽ là, là bảo tiêu sư tỷ tì tới tìm tới sao? Sư tỷ thật là chu đáo quá. Nếu như người đã thành ta muốn, thì ta sẵn lòng trả lời. Ta là chú ở à, thủ tịch của tự ái am, cơ nghệ. À, đó, tại Quỳnh Đại đã tới tương trợ. Ừ, thủ tịch từ ái am, chẳng lẽ là đệ tử Phật già sao? Ừ, thật là không hiểu nói Hả? Quỳnh, quân đại quân đại Ta chỉ cho ngươi lưu toàn thi Ngươi không cần phải cám Ta ta đâu hỉ lưu toàn thi không phải tới bộ hộ ta sau Tư ấy àm là tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ Can lời hỉ ý Tiểu tử ngày ngày ngô này Tôi vị chỉ mới là linh tịch sơ kỳ như thế nào mà lại có người ra chết cầu để giết hắn gì ta hơn nữa thì ta đường đường là hóa thần định phòng vì cái tên tiểu tử linh kịch linh tịch cảnh cũng quá mất giá rồi đi Người tôi chọn một cách chích, kết thúc đi không cần phải chậm trở công việc của ta nào đó sở tình phát triển quá nhanh đầu ông thiệt là long đinh không có kịp Họ sư địa, à, người sớm như vậy đã tới rồi sao? À, vị quân đại này là ai vậy? Hả? Ta là Sở thủ chiến nghiệp chỉ giết một mình hộ bất Quy. Những người không liên quan, lập tức cút hết cho ta Ui, người đây tu vi thật là cao cường Ngoài ra, tay hạ rõ ràng là một mỹ nữ Ai lại gọi ta một tiếng huynh đài nữa Là tại vì cả nhà nó À còn người nữa Chọn sống cách nào để tự sát chưa Chà đậu xanh Cái người này thực lực quá mạnh rồi Ta tuyệt đối là trông không thoát được Làm sâu đi mùa Một chỉ còn cách dùng cái chiêu kia thôi minh nữ à Tôi đối với người nhất kiến chân tình Ai lấp vụ ai lấp vụ Truyền thuyết cơ rằng, ngạo thiền kiếm tiền, dùng cái chiêu này ba lần thuộc chết, tiền tây thu luôn ba cái vào hậu cùng. Hử? Ừ? Qua nhiên truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết à? Trên đời này lại làm gì có nữ nhân nào dễ lừa như vậy chứ? Hí? Hiệu quả thật nè. À, ta là sát thủ chuyên nghiệp đó, sẽ không bị cái chuyện tình cảm ảnh hưởng đâu. Người màu màu tìm cách tự sát đi. Ỉ? Người này tinh thần trách nhiệm với ngờ nghiệp cũng cao quá rồi đi Chẳng lẽ không còn được sống làm sao Cái tôi gấm thư bà này Khi nào người bị địch nhân đẩy vào đường cùng thì hãy mở ra ừ. Một phòng thư cùng với một cái không gian giới chỉ sau Bên trong giới chỉ có linh thạch đàn dược Chỉ lấy giới chỉ ra đọc rồi chú ngữ là hắn ra bao nhiêu tiền Ta ra giá gấp 10 lần là được Người là sao thủ chuyên nghiệp Nào dám bị lừa là Bị thu mua được như vậy chứ Hắn ra bao nhiêu tiền Ta ra giá gấp 10 à ừ. Ta là sao thủ chuyên nghiệp Nghiêm trọng à Ai trả tiền nhiều thì ta liền nghe người đó Ôi quá nhiên thì cứ Quả nhiên có tiền thì mua tiền cũng được mà. Vì mà làm khuôn mặt nghiêm trọng lắm. Không giống với chị này vậy mà có tới 10 vạn linh thịt. Các lũi đang dược cùng với mấy trăm bình. Và còn không hội là hóa thần đỉnh. Nhìn một cái liền biết bên trong chứ cái gì luôn. Ừ, từ giờ trở đi người chính là người của người rồi. À ta chính là người của người. Người muốn ta giết ai nào? À, người đã có nói lời giới giao nhau, nhau như vậy. Hơn nữa, có thể không giết người có được không? Nhưng mà người này ánh mắt nhìn ta thì không thích hợp lắm mà nha. Ta là sát thủ chuyên nghiệp đó. Không thể nào có chuyện mà cầm tiền mà không làm cái gì cả đâu. nè người màu nói muốn ta giết ai nào? À, ta sẽ sự là không cần giết ai cả. Chẳng lẽ người, người muốn ta... Ngươi vừa rồi con hướng tà tỏ tình nữa ừ. Người này tuy không đẹp trai nhưng lại có tiền Tụ vi thì công cao nhưng mà hắn lại có tiền Tụi ta trên lệch cái chút lớn nhưng mà hắn thực sự có tiền Hơn nữa con biết vì sao càng nhìn hắn Thì càng thấy hắn đẹp trai à Tại hắn có tiền ừ. À, người vừa họp bác vừa thẹn thùng nó không hợp đâu Họ bất quỳ Ta chấp nhận lời tất tình của người Giờ chúng ta thành thân đi Kỳ ừ. con lợn gì vậy trời Và wow, chúc mừng tỷ sư đệ đã kết được lương duyên Tỷ sư đệ à, hạ phúc khí hà Ta muốn đi thông báo cho đại sư tỷ Nguyện tâm đi Chúng ta đảm bảo đại sư tỷ sẽ không Sẽ đánh không chết người đâu Đừng có sợ À vừa rồi ta tự tình chỉ là bám mệnh thôi ừ dạ à <laughs> à lời ta tin vừa rồi tôi nói là thật tâm ta giờ rất hạnh phúc rồi ui giờ à người mới tin ta đó tí tôi là ta bị ép hả <laughs> ừ, mỹ nữ người là cái gì ta là cơ ngựa đó giờ ta muốn rửa tay ra kiếm tự nhiên phải có phục lễ phục trang rồi tiêu cờ từ hôm nay trở đi chúng ta chính là đám lưới của nhau Ừ, tự nhiên cảm thấy bất à, an chẳng lý đó đã... hắn đã xảy ra chuyện rồi kế hoạch của ta hắn là phải cực kỳ chú toàn mới đúng chưa ở à, chư vị sư huynh sư tỷ à vừa rồi cái đội chút đắc tuổi đang dược này coi như ta là hướng chư vị nhận lỗi ha, ôi bình thường toàn là chúng ta hướng đại sư tỷ nhận lỗi công đồ bây giờ rồi cũng có người hướng chúng ta nhận lỗi rồi tí chứ để kiếm được cái lỡ bà này thật là tốt đó nhà uhm, đây là cảm giác làm hậu cùng chào thật là hạnh phúc quá đi nhưng mà ngày hôm sau tiêu cờ cờ người mặc nam trang hay là nữ trang đều thật là xinh đẹp thì quỳ quỳ à người cũng vậy đó càng ngày càng nhìn thấy người đẹp trai mới một ngày không gặp mà người lại từ chỗ nào cũng thông đồng với một nữ nhân bạn hình LCD vậy hả? Wow, chuẩn bị có mạng đánh ghen, dành trai đi hay á nhà. Bật quá thì nữ tử mới tới đây có tấm hồn to, à tròn quá ha. À, có mà hình như gặp ở đâu đó rồi thì phải. Thì đó không phải là cái người mà ăn nam nhân tới xương cốt cũng không còn ư. Thập hở thượng tỷ sau. Ừ. Ôi chạy mau đi, sắp đến to rồi, sắp đến nhau to rồi. Tại Thục Sơn Phái Tập 15 lăm. À, còn mộ lạng nằm nhận không nhã sườn Thập hấu tượng tiên tiêu lang lang Ngươi hãy chốt ta rồi À xin lỗi ta đã tới chậm Không ngờ người nhanh như vậy đã bị Tức vũ khí đầu hàng rồi sao Nè đây là đang dường mộ thần tráng dường Ngươi dùng nó lại sống sức nghỉ thôi. Lần này ta thực sự ra lất Âm mọi người ra nhà Trong khi đó Người rõ ràng là thèm muốn khoai của hắn Cái đồ hạ tiếng nói nhiều người không thể muốn khoai của hắn vậy Người cũng là đồ hạ tiếng Ý. Trâu bò đã nhầu thì rùi muối sẽ chết Ai à, nói ta tìm khoai của hắn hả Ta thèm là thèm tiền của hắn quốc đội hòa wow, hóa tân kỳ cùng với hợp đáo kỳ chiến đấu ui thật là khủng khiếp qua đi người nghe rõ chùa nam ta thèm muốn chính là tiền của người đó nhưng mà ta không có tiền với cả ta bố đi của nàng ấy người bị mâu à ai nhìn thấy ai nhìn đâu thấy bố đi của nàng lão nương ngon hơn Người thích thì cũng phải thích lão nương mới đúng chứ hả À vừa rồi chỉ là nói đùa thôi Ta là nhất những người đã có huỳnh. Những gì số tí có người dạy Gặp chuyện thần trọng Ấn sâu sát ác chu bài Mô đồ rồi mới đồng Giết người đồng tuổi Quyết không được vượt cặp kiều chiến Không được xin xính cường Không được thành làm hậu cùng à, Lời dạy này thật là không sai Nhưng mà Tù tiền không tớ Trang bức cùng lập hậu cùng Vậy thì có ý nghĩa gì nữa chứ <laughs> Thật là không cho ta trang bức Thì cũng được Nhưng ít nhất cũng phải cho ta là hậu cung chứ Ờ <laughs> à, nam nhau muốn lập hậu cung Thì có gì sai chứ Thời thượng tiên nguy Ở trước đây ta tù tiên cũng là vì thông đồng Với các sối cả Tạo ngộ của người ta phi thường đồng tình Ừ, thôi đi đừng khóc nữa Tí tí giúp ngươi làm hậu cùng không được hay sao Ê, Hai người này cùng cánh ngộ sâu Tuy rằng cảm giác hai người này có chút bại não Nhưng mà cũng có chút cảm động mà đôi Độ người đi ra ngoài thí luyện Hắn là giờ cũng đã phải trở lại rồi Tôn bộ mệnh bài còn đâu còn nguyên Nói như vậy thì hắn Hmm? Sư tỷ à chỉ thêm một Vị nữ bằng hữu thông tin Là làm hậu cùng đi à. hả hmm? Xin chào sư tỷ à Ta là tiểu Hối hối bạn gái À tức vì ta cũng là hồ bất vị, Bạn gái đó Các người đang làm cái trò gì đó hả Ta cũng ta bảo tượng tiền không có quan hệ gì cả nàng, nàng nói giỡn đó Ta chỉ có một bạn gái thôi Đã thế lại còn làm người chuyện thế đầu thai một lần nữa đi. Tất cả chỉ là tưởng tượng. À, chưa tỷ tha mạng, ta thực sự chỉ có một người bán gái thôi. Người không có nghĩ với cái diện mạo cùng với tù vị người, người mà cũng có người chấp nhận là bán gái người sầu. Nên không phải là loại người ở trong mắt mà bắt hình dòng đầu đúng vậy đó ta chỉ công trong mặt mà bắt hình dòng đầu ta thích tiền của hắn thôi Hử ừ? cái đó thì càng quá vận hơn người vậy mà con nói đầy tị hào như vậy với cả tiền của hắn là do ta cho còn người nữa người trôi coi trọng hắn ở chỗ nào kỹ thuật hắn cùng với bạn trai cũ của ta giống như nhiều đúc hả Người không phải là có 10 tên bạn đầy cũ sầu là tới nào? Là cái tên mà bị khó mật cướp đi. Ừ, người nghe rồi chứ. Các nàng, một người là vì tiền, một người là vì bao thù việc bạn trai cũ bị cướp đi. Hả? Ừ, ta không sao cả. Dù sao thì ta cũng là cậu xấu trai mà. Có gái theo đã là vui lắm rồi. <laughs> Ba cái tên này chết nấu hết rồi sao? Chuyện tới nước này thì ta cũng có thể nói cho người biết một cái thiên đại bí mật. Hả? Nhìn nàng chứ, thật nhìn giống như là cái ngựa tỷ hơn 20 tuổi, nhưng kỳ thật thì đã là lão thái thái 300 tuổi rồi đó. Cái gì? 300 tuổi? À đúng vậy đó, đúng vậy, tháp Hỡi thượng tiên quá thật là cái lão bà thái rồi. Người đường đường là thủ tịch sát thủ từ ái am tụ vi cũng hóa thần. Đến như thế nào cũng qua một trăm tuổi cũng không biết sâu hổ núi ta Dạ. Ê, ngứa tài. Ta là một siêu cấp thiên tài làm gì qua một trăm tuổi chứ. Năm nay ta chỉ vừa mới tròn chín mươi thôi. Hả? Chín mươi? Thiệu nữ cũng có thể là lão thấy bà Giờ ngươi đã biết thế nào mới gọi là giang hiệu hồ ý má chùa Ờ à, chứ vị kịch lịch quá mức dày dặn A à, Tây hả chịu không nổi chúng ta chỉ tay đi cáo từ Thế tì à ta xin lỗi Ta vừa rồi được bị dò mỹ quà bị ám À, ta biết sai rồi Sư tỷ mới là người tốt nhất thiên hạ <laughs> Điều cơ, cơ. Ngươi có biết không, thức Vi năm nay cũng đã hơn 60 rồi đó. Ừ, phàm nhận 60 tuổi đó là thánh lão bà bà rồi. Ai chờ tôi tiền giả, ai lại có trọng tuổi ta chứ? Hơn 60 tuổi, đối với ta cũng như là thiếu nữ 16 tuổi à. Ú là trời. Hế. Thằng này vừa tròn 16 tuổi, nhưng mà ưu 60 cộng, ưu 300 cộng và ưu 90 cộng. Ôi nữ nhân thật là đáng sợ quá đi Khổ <laughs> kiếp trả lại thanh xuân cho ta Hóa thần định phòng Hóa đã trung kỳ và kim đang hậu kỳ Người yếu nhất ở chỗ này nè Các người lại có ý tới quấy rối đi Ta thề ta chỉ muốn lừa thêm một chút tiền mà thôi Bạn đây của của người không phải là giờ người đọc Do ta đọc Người sao phải có ý tới phá rối ta Xin lỗi là tôi vui đùa hơi quá mức rồi. Hừ, hmm. người quá thật là do người đoạt, chẳng quá là người kiếp trước đó thôi. À, <laughs> hiện tại mỗi người đều là vật xuất phát rồi, công bằng cạnh tranh nha. À. Ha, hậu cung tranh đoạt lục đục với nhau thật giá khó phần. Quá tật là một chung tráng sĩ mà. À, cầu xin thần cả trên trời có linh thiền phù hộ cho hộ bao quy sớm ngày gặp à, xuống ngày xuống lũ <laughs> Ê da Ủa Người không đi đêm hắn trở về sau Hắn đối bụng thì sẽ tự quay vàng cơn thôi Người đây là đêm hắn Thành xuống vật rồi Nếu không còn lời gì để nói Thì ai nhà vừa nãy đi Ý cô đã à, Giờ phải làm gì đây Nàng ta gần quan hưởng độc Chúng ta làm sao mà cạnh đàn nổi đây Chúng ta cứ thẳng thắng thành cẩn đôi đại thùy Cũng nắm tay hợp ta chưa Ha, à, Chỉ có thể như thế thùy Thơ bảo từ trước tới giờ gặp nam nhân liền câu dẫn có như là bình thường Nhưng mà cái vị sở thủ tử ấy àm kia Tuyệt đối không phải đời đơn giản vì tiền như vậy Chắc chắn còn có nguyên do khác Hả? Là lỗi lý do này sao? Ừ, lúc, lúc, lúc hắn hướng ta tỏ tình Ta đối với hắn liền cái chất nhất kiến chúng tình rồi Thì rằng là bị lừa dối Nhưng mà ta vẫn rất là vui vẻ Nhưng lúc trước Không phải là người nói đỡ lưu vì tiền mà Thì người, người ta thiện tượng đang phải lấy cớ thù Người là thiều nữ ngày thơ Cái chỗ nào chui ra vậy? Hiện tại thì tới vì người đó Hắn tự xử lớn lên giống như bạn trai cũ của người Cái này thì nói ra rất là dài Tôi xin từ Cho là người ta yêu nhất Trong 10 mối tình vĩnh sinh bất biến Tên của hắn là Xuyên Phổ Chúng ta Từng thừa nấu hẹn biển Trong đời không thể thay đổi Từ 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 10 mối tình là sao vậy thì tới lúc ấy có 10 các bạn trai rồi Xuyên phủ là cái thứ 10 Công khai chân đập 10 thuyền Không mô danh là thiên hạ để nhất trà nữ Còn có đảo hào của người Sẽ không phải là do Như vậy mà có đi Chúng ta ân ái gần có 10 năm Là một đôi tình lưỡi khiến cho ai nhìn vào cũng ám mộ Chỉ có cả ta cảm thấy các người Là công thủ đảo lộn mà Ta và mấy cái tin bạn trai khác của người đồng thời rớt xuống nước Thì nó sẽ cứu hoài Người thế mà lấy gió dự không quyết Người căn bản là không có yêu ta Nhưng mà các người Thấp nhất cũng có tù viện anh rồi Còn rời xuống nước thì cũng đâu có sao đâu Thế là tới một ngày Người ta dành tình cảm chân thành Nhất bị chính khó mật của ta lừa mất Thì rằng trang điểm có vẻ hơi khác Nhưng mà cái vị khó mật này không phải chính là đúng vậy nàng chính là kiếp trước của sư tỷ hồ bất quỳ thức vị cho nên ta mới làm bằng hữu của thức vị chính là vì một ngày có thích đốt đi bản trái của nàng ta để trả thù hả ở tính tình của người cũng thật đủ ác liệt ha mở quá thì trước đi không lâu ta nhìn thấy hắn ở thí luyện cốc ta phát hiện ta vẫn còn rất yêu hắn Tất con tưởng là cùng hắn bắt đầu lại một lần nữa. nỡ những người dám cùng ta đoạt ta, liền dẫn ngươi đổ sát toàn bộ từ ai nằm của các người. Đâu có thể đoạn chứ Huyết có thực cạn. Mối tình đâu không thờ vứt. Ồ, ồ, ờ, ờ, còn mới có hơn 90 tuổi còn chưa có mối tình nào vắt ra sao? <laughs> nè, 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 ta đối với tình yêu thật sự là nghiêm túc. Còn luôn mới giống cái loại như là nam nhân được. Cái loại cứ là nam nhân đều được như ngươi chứ À với cái bức tượng vĩnh cỡ của người Sao tự lại không hờ kiếm được người yêu đầu nhà Chụp, Chúng ta đổi cái đời tời khác có được không Nói như chúng ta đều là trần ái Để công bằng cạnh tranh đi Tao thậm chí có thể truyền thụ kỳ sáu nâng ngợt cho người Ôi thường tiên của ta là tốt Đúng vậy ta không thể thua Thực vì đối với hộ bất quỳ còn nhiều nghi vấn Nhất định là không phải chờ ai rồi Chúng ta tuyệt đối không thể thua ừ? Tí chứ mùi Sư huynh. À tại nguồn gì tới này Nữ nhân kia là ai Phi dưới hát bà tông tiểu phi phòng Nơi tông môn nữ địa tử tập trung Chừng là quản lý này đây Tân Dương Thường Tiền lần thứ 9 ở trong thập đại Thường Tiền. Ngài ấy thật lầu nhã đoàn trang, ôn nhu thiền lượng như là ánh trần sôi rội từ tiền giới. Dám nhìn tén tấm tà, à lén tà tấm, người là kết đầu tiên trong gần trăm năm qua rồi đó. À hiểu lầm vẫn bố chỉ là ngẫu nhiên đi qua đây thôi à. Sao phụ à, hắn chính là cái tên sát làng lúc trước rình có chúng ta đó, thì tự cả đệ tướng của ta ngươi cũng không tha Ui cái này cũng là hiểu lầm mà Văn bố công đâu trước đây chịu tinh thần tổn thương nghiêm trọng cho nên Không may xuống nhầm ở nơi có bị tâm gội ừ, Đem hắn cái trùng gia phố đi Hay là biến hắn thành thái giám luôn he Chưa tự à thật là xin lỗi Quả nhiên không lọc không chọc hồng trần Không làm hậu cung mới là trần lý sư phụ à, chứ vị sư tỷ à, ta nghĩ mọi người hiểu lầm vị sư huynh này rồi qua wow, tiếng nước hát phàm ban dịch à sao còn dám khẳng định là chúng ta hiểu lầm cái gì mà tên sắc lan này vì này chính là đệ tử của thái bạch trần nhân hồ bất quy sư huynh wow. vậy à xem ra chúng ta thực sự là hiểu lầm hắn rồi Hiểu lầm nó được giải trừ Là người ta thực sự là vui vẻ Nhưng mà có thể cho ta biết logic ở trong đó là cái gì không Cả tông môn đều biết Hồ Bất Quỳ không thích nữ nhân Hắn thích vị đại thúc thành thuộc có bắp cuồng cuộn Tự nhiên sẽ không đi rình Có nữ nhân tắm rồi kỳ đầu sanh tuy rằng giữ được một cái mạng rồi Nhưng mà cảm thấy cuộc đời thiệt là bơ tắc rồi nha Xin lỗi nhà chúng ta đều hỗn lầm ngay rồi Ở sự thúc không cầu xin lỗi Mọi việc đâu là lỗi của vang bối Tuy nói là hiểu lầm Nhưng mà ngươi vẫn nhìn hết Thần hình của bọn ta rồi Ngươi giúp sư thúc là một việc có như nhận lỗi có được không à, Có vì gì sư thúc có vì nói Ý da dạ. Thái bạch Tiểu đô để của người rình coi là để tử tắm rửa còn muốn chuyện này bị truyền đi thì lấy hai viên trúc đang cất cơ... Rút cô đang ra đi Ây da dạ, vì sao nữ nhận ở thế giới này Đâu bố hán như vậy chứ Muốn gì tôi có giết đi Lão phu không có thu qua cái đồ đấy như vậy ừ, Một phút im lặng À sư phụ có mạng Nếu không thì đỡ tôi sẽ bị băm cho cho ăn đó Người lại ta không quen Hả? Người làm việc thương Thương thiên hải lý gì mà để cho lão ghét bỏ người gì vậy hả? Sư phụ à vẫn là tôi đi Tự bản thân còn cũng có thể đánh sầu Vào trúc cơ cả cảnh được mà ừ, Trúc cơ rất là nguy hiểm Thất bại với hại thân thể Người mới 14 tuổi không thể nào quá mạo hiểm Trúc cờ thất bại sẽ thương hại thân thể Hình như ta thất bại tới 6-7 lần gì đó Họ ra sầu đó Sư tỷ là đem dược Đem đang dược cho ta ăn thi cơm Nhưng mà mà quả nàng mới 14 tuổi con thật là đáng yêu nữa chứ Nàng vừa rồi có tạo một mạng Ta phải giúp nàng mới được à Chờ tí của ta còn có không... ít chút cửa đàn Ta mang các người đi lấy à, đúng vậy ha Các người đi tìm thúc vị rồi đi Đừng có tới đồi Đừng có tới tìm lão phụ nữa Vì thế 15 Lúc trước đã tạ người đã ra tay giúp ta dậy vậy Sư huynh người không còn bị hiểu lầm Ta chỉ là không thể ngồi yên mà kệ được Ta chính là thiếu nữ trần chính sao Ui ta là đáng yêu Ta giống như là đã yêu rồi vì sao vừa thấy hắn liền cảm thấy rất thần quen Giống như kiếp trước đã từng quen biết vậy Ta giống như là đã thích nàng Rồi Ngồi Chị tì là bạn gái của ta Nàng ấy đang cần trúc cơ đàn Ai quá nhìn lại xuất hiện lần này nữa rồi Từ mấy ngày năm trước Nàng mỗi đời, mỗi kiếp đều xuất hiện ở bên bất quỳ Sau đó thì không hiểu sao hai người họ Đều sẽ nhất kiến chúng tình không có cách nào để thay đổi Nà rốt cô là người nào đây tiếp cận bất vì là có mục đích gì đây ta? Mà có mục đích của nàng là cái gì? Tốt nhất là vẫn nên đem nàng xử lý sạch sẽ để ngừa vàng nhất thùi. Nhưng trước đó phải đem cái vị sát thủ kia giải quyết đã. Tiểu niên muốn cùng ta nghiên cứu nhân sinh đại đạo y khùng. À, đại đại đi à, à các ngài có thể đi ra ngoài được không? À ta muốn đi ngủ. Dạ ngồi, dạ ngồi thì con cái gì đêm đẹp này chưa À sư tỷ chúng mình nghe à. Nói người tình tâm thành ý cầu cấu Vậy thì ta liền đại phát từ bi có người lần này Ôi hạ sông, đây là pháo sông Ta đều không ngại đâu Không cần Các người đều đã là người chết rồi <laughs> Kỳ thật thì ta đã hạ độc vào trong trà Lời vô sắc vô vị Cao lệ đại đi Hí người có tu vi hợp đạo giờ đi vận ký giải độc thì con có thể bảo mình đấy ừ, chúng ta chính là hậu hủ cơ mà tới lúc nào người thông đồng bị bắt quỳ thì chúng ta đã không còn là hậu hủ nữa rồi à, ta không có uống trà trong phòng mà nhà người tuy rằng là sở thủ nhưng làm người so với thạch hữu thì tốt hơn rất nhiều phải nói là số người tự hơn nàng ta ta có nhiều lắm mới đúng Bật quỷ ngươi lại đây ta có lời muốn nói với người sư tỷ à ngươi muốn làm cái gì có mạng nhỏ của ta không quan trọng hơn kỳ thật thì ta cũng không tính toán ngăn cản các người ta với nhau nhưng mà cái tên nam nhân này là cái loại người trong vòng một ngày có thể di tình biệt luyến mấy lần được đấy nếu như ngươi vẫn không chịu cái loại người như hắn thì phải liền thờ mà hắn một cái chứng tỏ quyết tâm bản thân được. Người đã nói như vậy ta liền không khách khí nữa. Ừ. Tốt lắm. <laughs> ta đã đổ độc dược đầy ra tay. Vừa rồi ta xoa nó khắp mặt mũi hắn rồi. Người chết chắc rồi. Cô nữ sát thủ từ ái a mà Người vậy mà lại dám lừa lạc tình cảm của một vị thiếu nữ ngày thơ như ta. Nhớ cái câu giờ hắn đều phải chết hết. Huống hồ người cũng sắp 100 tuổi rồi. Còn giúp trang thiếu nữ ngày thơ lừa ai? À dạ ta còn chưa có cho 100 tuổi đâu. Ta mới có 90 tuổi thôi. Chứ thì à, ngươi chỉ không được chết nàng ấy thật đi. Nàng ta có tù vị hóa thần định phòng. Không dễ chết như vậy đâu. Giờ ta phải đem nàng hóa thiệu một phèn mới chết hắn. Ê Chờ à Người buôn thanh nặng ấy đi Mọi chuyện lâu là la lỗi do ta Cô dẫn nằm nhân của ta Tất cả được phía trước Ui Hạ quá sự tí Tất là đáng sợ Với cả nàng ta đốt trước Chính là muốn giết người Cái lỗi người như vậy Là không thời gian Tín nhiệm được Người có mò đi rửa mặt đi Đừng để độc dược Hấp thụ vào rồng dài mặt Giá dược ta tà... Để trong ngang tủ người cũng lấy ăn luôn đi Về sau nhật kỹ không chọc hồng trần Không lập hậu cùng Đã hiểu chưa Hí. Xin lỗi Có lấy người thật sự liều hắn Nhưng ta không thể để lại một tiếng nguy hiểm nào được Hắn đã không còn cơ hội nào nữa rồi Dần tay Ý da tỷ à người làm sao thế Tự nhiên lại trở nên Có động cơ thi Chân lẽ đi Lại là khảo nghiệm có sư tỷ với tại, Ta không thể giải thích rõ cho người được Nhưng mà mọi thứ ta làm đều là vì muốn tốt cho người Người mau tránh ra Ôi sư tỷ à người mau tính lại đi Đừng đỡ tâm nó mấy cái chuyện vuông vặt này nữa <laughs> Hàng vậy mà ta để tâm chuyện vùng vật Lời cảm giác này là Từ lần trước bớt quả Ta liền thường xuyên học máu Chẳng lẽ là đại nạn của ta đã đến Sự tỷ ngươi làm sao vậy Có phải là bị độc ở trên tay sắp nhập vào trong cơ thể Độc à, Không phải giờ độc Chỉ là linh lực trong cơ thể ta đột nhiên hỗn loạn mà thôi Ao à, hết đại trận lùi pháp Thật vị đừng có kích động Ngươi trước tiên thì nên bình tĩnh lại đã Chưởng môn Nàng là quan môn đệ tử của ta Tuyệt đối không phải là người ngoài Cho nên nàng sẽ không thường tốn suy địa của người Ngươi không cẩn thận như thế Hơn nữa cảm xúc khẩn trường giấc dở Bị tàu qua chập mà dẫn tới tổn thương cho thân thể Bốn chương môn liên má đệ tử rời khỏi đây Thực vì à, ngươi phải báo trọng thân thể đó Tập 20. Thôi, mấy mà chung mồm tới kịp lúc. Đúng vậy hà, thật là đúng lúc hà. Tự nhiên là ngồi bên cạnh vậy. Sư tì giờ đừng có nói nữa. Mà mồm về phòng ở chữa thương trước đã. Nơi có ngủ có trụ mồm. Trước khi thức vị bỡ quẹt, ta đã tỉ mỉ hai độc nàng khiến cho nàng ta vô pháp vận dụng được pháp lực không có thức vị bảo hộ chờ có khôi phục lại muốn giết hồ bất vị tất nhiên là sẽ dễ như trở bàn tay bây giờ đã không còn là sa thù nữa nhiệm vụ của người ta sẽ không làm chẳng lẽ người thực sự là thích tiểu tự kia người nên nhớ Ngươi là tự ái ám thủ tịch sa thủ mà đầu giết người không chấp mắt đấy nơi gì trưởng mồm đã nói cho ta biết lý do ngài nhất định phải giết hồ bất vị Ta không phải là không thể tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Ta cũng muốn biết lắm, đương đương là trưởng môn hát bạch tổng lại muốn giết một tên tu, một tên tiểu tu sĩ. Chuyện này chắc không đơn giản. Chỉ là vì thích thức vì mà muốn giết tình địch à. Ý, ta bấu. Ừ. Đạo pháp ẩn thượng của người quá nhiên là lợi hại nhà, thế mà có thể chơi giấu được cả ta. Đừng có đánh trong lãng, Hồ bất vì rốt cuộc là người thế nào? Vì cái gì mà thức Vi lại nổi điện bảo hộ hắn như vậy? Ta không thể nói, nhưng mà người chỉ cần biết là Hồ Bắc Quỳ nhất định là phải chết là được rồi. Vì cái gì mà không thể nói? Bởi vì ta không muốn, thức vi cũng bị giết theo. Người nếu như không nói rõ trường tướng thì giờ ta liền đi cỡ môi chuyện cho thức vi cùng với Hồ Bắc Quỳ. Kỳ có sáng hạ thượng tiền, bí trơn thượng tiền và bất minh thượng tiền cùng với mạng địch lão tiền tôn bố đồng ý ta mới có thể nói. Ê con người là biết bọn họ đã biết về thân phận của Hồ bất quỷ. Đúng vậy, giết họ bất quỷ là quyết định của năm người chúng ta. Chỉ là một tên nam dân mà thùy, người tốt nhất là không cần phải làm việc dư thừa. Nơi ở của thức vị cùng với họ Bắc quỷ. Ừ, chờ khí tức thì có hơi hỗn loạn, con lái thì lão phu không nhìn ra thân thể của người bị gì cái gì cả. Thực vị hiện giờ hiện trạng của người có biểu hiện gì? Trong lòng buồn bờ suy nghĩ hỗn loạn, khí thông không đứng ngồi không yên. Ừ, để ta chỉ nghĩ quay. Người trẻ tuổi lão phu không thấy người đang bị bên tương tư đó. Hả? Sư phụ à, người rất cô là biết chứ bệnh không đó lão nhân này là làm bà đó sư đệ à đừng có tin lão nói hả sư thủy tích ta nè tưởng bớ nó vừa thôi ơ yeah. à, hồ thức vị công với hồ bất quỳ rốt cô lấy có quan hệ gì thức vi kiếp trước đã luôn về dấu chứ chờ cho hắn như vậy nào chỉ là hai kia thừa cả vang năm nay vẫn lùi nhòi như thế dạ lắm À, nói ra thờ nữa thì liên và quy định nhưng mà ta cũng có thể thề với người ta chỉ muốn giết mỗi mình họ bất quỳ thôi chỉ có hộ bất quỳ chưa chết thì thức vị mới được giải thoát Diệp Minh thường tiền ngựa trước mặt ta nói nhiều mặt như vậy có phải là nói như ta không nghe lời người lời người liền giết người diệt khẩu ta rất thích những người thông minh như người nói chuyện nha Ngũ nói như ngũ đại thường tiền các ngươi đều dưới hồn bất quỳ vậy thì còn ta ra tay làm cái gì với tình lực của các ngươi thì dưới hắn không phải là chuyện nhỏ sao việc này cũng không ngại nói cho người biết năm người chúng ta vẫn luôn thay phiền nhau ra tay lần này tới phiên ta mà ta lại không thể tự mình đồng thủ với hắn hả vì sao à, nếu là như vậy thì sẽ bị ít thức vị ở chán ghê hả sau này ngươi liền lấy thông phận của hoàng môn đệ tử của ta Ở hát bạch tâm thì tìm cơ hội giết chết họ bất quỳ cho ta Nhưng mà ta cũng thích họ bất quỳ Lời ta nói với tập hữu Cũng áp dụng với người Không cần làm theo cảm tính Tránh cho mất mạng Mấy ngày sau Bất quỳ ăn cơm thôi Tưởng rằng mọi chuyện đó hết tí đều quay về là như cũ chưa thần tới tí xíu muội bạch dịch đột nhiên đổ bệnh trợ tỷ à người thật là quá đáng từ kiếp trước tới kiếp này vẫn luồng giảm lên với sự độ rồi về cái gì mà hắn có mỗi đời mỗi kiếp đâu sẽ rời ta mà đi người ta rốt cuộc đã làm cái gì sai điều gì chứ. người rốt cuộc về cái gì mà ai người cũng giết vậy người rốt cuộc luôn là làm cái gì nào đưa giải diệu cho ta bằng không thì ta ấn động ngửa tiệt Ta bị sơ tí Thực vì người con Không rõ chính mình đã làm sao cái gì sao Người trẻ tuổi muốn tự do Mà người lại luôn trối buộc hắn Cho nên hắn muốn rời Ngồi đi người À Cả biên tá nhìn lẽ Ý người, người, chừng nào thì biết nó vẫn rảy Cô chứng môn vì sao vẫn luôn vấn lý ta không buồn Đương nhiên là bởi vì ta thích người à, Ta cũng không biết nên thích là cái cảm giác gì à, Đây là cảm giác thích sao Cảm ơn quên đã có mùi Quên ta tao đấy Con giúp ta uống thuốc Ta lên xấu hổ qua đi Thuốc là do sư tỷ ta đưa Mùi không cần phải cảm tạ ta đâu Tuy rằng đã mùi trúng cũng là do sư tỷ ta hạ Quỳnh cùng với sư Tỷ lâu quá hồi gì vậy? Nghe nói Tỷ đối với Quỳnh rất ăn cần tỉ mỹ. Hơn nữa cũng cực kỳ khoa trường cực đoan. Sư Tỷ một ngày xuất hiện ở trong nhà của ta, đem ta trối đi tu tiền. Sau đó Sư Tứ Tỷ đã cứu ta không biết bao nhiêu lời lần. Có lẽ là do ta quá vô dụng nên Sư Tỷ mới lo lắng. Mọi thứ trên đời đều có thể làm hại ta. Chỉ còn ta trở nên đủ mạnh thì Sư Tỷ liền không cần phải lo lắng cho ta nữa. Tôi cảm thấy hình như Quỳnh giống như là hiểu lầm cái gì thì phải Chịu mồm thấy ngay trên đường ta cũng phải về nấu cơm cho sư đỡ đợ. Hắn đỡ đã cùng người Ấn Độ như thì rồi Sao có thể nhanh như vậy lên trở lại chưa Hắn đương nhiên sẽ trở về Bởi vì Sư tì à, Mấy lỡ áo phóng ồn nhiều cả ai Ta biết sai rồi Cỡ sư tí cho ta cái quần lót phụ Quần lót phụ phòng hộ của hắn Còn chuyện dũng phù chú thì mới thật cởi ra Ở trời tây gì ngày đó ta nín không nói nữa Người về sau thì muốn đi đâu thì đi Ta không cả người nhưng nhớ và đúng giờ cơm phải trở về Hả? Từ đó thanh niên bỏ nhà trốn đi Họ bắt quỳ Đúng giờ cơm đã trở về nhà ăn cơm Thật vì à, cái cách này của người cũng quá thức đức rồi đi Người trên tôi muốn tự do Mà người lại muốn trốn buộc hắn cho nên Hắn muốn rời khỏi người à, làm như vậy liệu có đúng không ui cho hắn tự do cho hắn tự do bộ họ lớn quá hở thù kia bởi vì chúng ta đi vô sơn hí thủy đi ha ui các nàng đều cho rằng bất vì không thích nữ nhân cho nên mới dám mời hắn đi trời không cần lo lắng cũng không cần lo lắng mọi người cũng giống hợp lực à, chỉ là một con nhân gì như mà thú thùy bất quy sẽ không có nguy hiểm gì hết à. sư phụ còn chưa cho ta pháp bảo đây là lần đầu tiên ta thực chiến gọi là thật coi không kiếp quá đi ở à, từ lỗi mỗi con chưa đạt được chút cơ kỳ chưa tỷ còn chưa dạy ta tiên pháp kiếm quyết gì đâu kỳ nhỏ người này sao có thể vô dụng như vậy chứ Quả nhiên vẫn là không thể để cho hắn tự do hành động được rồi. đi yeah. ra ta phải tự mình ra tay. Tác giả hết trình độ thu ngữ mời trên phiên dịch. Ta là cũng ma thú đường nhiên hiện đang tiến hành bảo vệ phản kích. Sư tỷ không có đầy, giờ là lúc ta phải tự dựa vào sức mình để xây chuyển thế cục. Tất giả với trình độ thu ngữ một hai thứ phụ chú Tất thử sức né tránh được <laughs> mà anh được phật phụ chú lắm gì mở tất hết tường tam bạo bảo liệt bảo phá bảo hết nào nhân chân chính là đâu ngón mất rời đi <laughs> Ý? Ý thôi xong ừ? Ý Lên sư tỷ Sư tỷ à Lên người đó hả sư tỷ Hồi sư tỷ à Người làm sao vậy Đã tạ để, để sư tỷ ra tì cứu giúp Tôi chỉ đi ngang qua thấy các người gặp nguy hiểm nên tiền tay giúp thôi. Ôi giờ tỷ hai người đừng có nói chuyện nữa, máu đầu đó chỉ thanh thác máu rồi kìa. Ừ, không còn phải lo cho ta, cái này kỹ thuật thì mỗi tháng thì một lần học máu thùi hử? Ừ? Chưa tỷ à, thật là xin lỗi. Lời nói lúc trước của ta thật sự là quá mức, ta biết sai rồi. Còn người tiểu sư phụ gì tay, ta liền quà thứ, ta thứ cho người sư tỷ à, người chẳng lẽ là những tâm khí chất tiểu sư được mùi đáng thường nhung nhược này chưa đứng cảm giác thất tình sâu, ừ? ta những tầm đó một đồ như ta làm cái gì có tình cảm chưa, sư tỷ người đừng ép ta, sư tỷ à, ta muốn được yêu thương, à, được rồi. Nhưng lúc các người hẹn hò ta cũng muốn được đi cùng Đại bóng đèn Người nếu như không đáp ứng ta liên chết cho ngươi xem Từ hôm nay trở đi mỗi khi chúng ta hẹn hò nhất định sẽ mang tay sư tí Rồi tốt người có chết mà Nghe nói trường môn mới thu nhận hoàng đề môn đệ tử. Ngư vẫn luôn ở trưởng môn đại điện mấy ngày, nó vẫn chưa thấy ra. Trước kia lưu hành thịt nữ, thì nữ như hiện giờ đang lưu hành thịt mốt đồ đệ. Không ngờ trưởng môn cũng mà bắt trình nhận thật. Hai vị cô nương không nên ở xấu lưng người khác tôn tin thất thì như vậy. Hát bạch trưởng tôn trưởng môn là người đứng đầu thấp thượng đại tiên là người được kính trọng. Sao có tình làm chuyện không đúng đắn với đồ địa của mình chưa? Hồi đúng vậy, đúng vậy, xui ca nói gì cũng đúng hết. Nhưng mà vị số ca này là ai vậy? Không phải là người có tông môn chúng ta đây chưa? Ta cầm tới hắn hình như cái chút quen quen, tứ như hù là khúc văn gì lao đệ Người hôm nay sao lại có thời gian rảnh tới tìm ta vậy? Ta tới là thu tiền thuốc, đơn thuốc, lần trước hắn là tới lúc phải thanh toán rồi à, để thăm mấy bữa nữa đi dược của ta còn tốt à rất tốt người ăn vào đến bây giờ cũng chưa phát hiện bản thần trung độc ta bán qua đắt lời đầu dược rất khó bị phát hiện như vậy thì không đắt chút nào vậy vì sao lấy chưa mồm Là muốn khất nợ tiền hàng của ta à đợi tới mấy năm này chỉ thu được có một tên học phí thu vợ cũng không cho nên một phái tu chi không đấu không có tiền vậy thì ta liền Lấy vài hồn pháp bảo hữu Cùng với bí tịch để gán nợ hà Huy quát đã hỏi Đã bị trối dài ngày rồi à, tại hạ còn biết chứ môn Cũng có sở thích như thế này à, Đã quấy rầy rồi Xin cáo từ Vâng gì Quỳnh à đừng à, có hiểu lầm Đấy là đệ tử của ta Không chấp hành nhiệm vụ ta bài cho nên mới xử phạt nàng thôi là trong mồm mà Ngài không cần phải giải thích đâu Ta đều minh bạch cả Nghe nói các người đã chơi mấy ngày rồi Nhớ phải giữ ý thân thở nha À hiểu làm cái chốc lớn rồi Để tại người nói như người đã ứng Ta đi giết hồ bất quỷ Thì đã không có hiểu lầm như vậy rồi Giờ mà truyền ra ngoài thì bị tất vị hiểu lầm thì phải làm sao bây giờ? Ở vị quân đài này ta xem người tự hồ như cái chút quen mắt. À, đầy cá. Hả? Đầy cá. À, hạ tất lễ rồi quân đài. Có phải tính là hồ bất quỳ? Ừ, đúng vậy. Đạo hầu là vượng tài của sĩ. Tôi còn dám nhắc lại cái tên đạo hào này Ta nhất định sẽ tấn cho ngươi một trận Mà còn nữa ngươi lại Tài hạ của vàng dị Là dân hộ tán tù hôm nay đặc biệt Tới bác phóng phòng lan trưởng mù Dị dân nhị Chưa từng nghe qua Khúc Văn nhị là thiên tài nổi tiếng trong tù trần giới Cho tới 80 tuổi đã là hóa Thân đỉnh rồi nghe đồn là người rất là nhiệt tình ôm nhu sối cà, so sánh với lão chủ môn thì càng được mọi người yêu quý hơn và wow, lợi hại thật đại ca ngày đấy là muốn đi à, không đúng ô quýnh đệ đang muốn đi đâu vậy sư tỷ ta đang bị thương ta muốn mang nàng đi tìm sư phụ chữa trị đây là câu chuyện cổ liền đàn có thể trị bách bệnh cái này liên tại cho sư tỷ của người chữa bệnh đi nó tới này rất giống với người trong bức tranh của đại ca Trần Quý. Không nghĩ tới có thể gặp được đại ca cũng với tấu tử lúc còn trẻ. Tại nhà gỗ nhỏ của thức vị. Ta tuy đã làm hòa với sư tỷ rồi, nhưng mà ta luôn cảm thấy sư tỷ đang diễn với ta. Sư tỷ đột nhiên bị thường không rõ nguyên nhân. Đến sư phụ cũng không điều tra ra được chứng bệnh Qua đáng nghi. Hơn nữa bọn ta một đám người sẽ có thể bị ma tôi cấp thấp giết hại. Một con ma tú đó nhất định là cho sư tỷ sắp sớp rồi. Dỗ dàng các người là quá kém cái lỗi ma tú đó đa số là để tứ đều có thể giết. Hả? Là tôi cái giả vậy? Cùng ma tú đó chỉ là trong có vẻ kinh khổng thùi nhưng hơn nữa nó mới dịch hóa cộng thông thường thân lực rất là rất là bình thường khác hơn nữa sư tỷ của người bị thương nặng như vậy còn đang bị đi cứu người, người lại nghi ngờ nó lương tâm của người với cho chó ăn rồi hả? Nhưng mà anh chị như vậy sư tỷ làm còn ít thì sao, ta nghi ngờ là hợp lý mà. Nghi ngờ cầu khỉ, mau đi xin lỗi sư tỷ của người đi. Hôm nay vì sư đã huyết và của thức vị vào trong đàn lô. Nhất lô hồi khí đàn chấp mất đại bị phớ. Có tôi thấy nó thực sự đã trúng một loại kỳ độc công sát không vị không thể nào kiểm tra ra được sư phụ người nói sư tỷ là trúng độc rồi hè cái cùng khí đừng có phiền lão tử nghiên cứu phương thuốc giải độc cú ây da dạ.